Ukraine đang tìm mọi cách để hồi sinh chiếc máy bay lớn nhất thế giới Antonov An-225 Priya, vốn bị phá hủy trong trận chiến ác liệt tại Hostomel hơn 4 tháng trước. Vận tải cơ An-225 Priya được sản xuất bởi công ty hàng không Antonov vào những năm 1980. Đây là chiếc máy bay vận tải nặng nhất thế giới từng được chế tạo cho tới nay. Nó được trang bị 6 động cơ phản lực cánh quạt có trọng lượng tại tối đa 250 tấn, có thể chở hàng bên trong hoặc trên lưng. Sải cánh của An-225 Priya lớn hơn so với bất kỳ máy bay nào đang hoạt động. Chỉ có một chiếc An-225 duy nhất từng được chế tạo bởi công ty Antonov với lần đầu cất cánh vào năm 1988. Tất cả những điều đó giúp An-225 Priya trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu. Nhưng bây giờ, nó nằm trong đống đổ nát khi trúng pháo kích của Nga hồi cuối tháng 2. Priya có nghĩa là giấc mơ trong tiếng Ukraine. Sau hơn 4 tháng, những nỗ lực để hồi sinh Priya đã có một bước tiến lớn. Ông trùm hàng không vũ trụ, người Anh Richard Branson đã tham quan sân bay ở Hostomel. Trong chuyến thăm hôm 29 tháng 6, các chuyên gia hàng không vũ trụ Ukraine đã ấp ủ ý tưởng hồi sinh lại nó. Tỷ phú người Anh đã lên tiếng ủng hộ Ukraine, nhưng không cho biết liệu ông có đóng góp vào nỗ lực đưa chiếc vận tải cơ lớn nhất thế giới trở lại bầu trời hay không. Tuy nhiên, nhà sáng lập tập đoàn Prigin Group đã viết trên trang blog cá nhân sau chuyến thăm sân bay Hostomel rằng: "Tôi hy vọng di sản Priya sẽ trường tồn." Cùng đó, người phát ngôn của Prigin Group cũng cho biết ông Branson đang đánh giá tất cả những gì cần thiết để có thể hồi sinh Priya. Tất nhiên, để có thể hồi sinh niềm tự hào của người dân Ukraine, đòi hỏi phải có sự chung tay giúp sức từ nhiều nguồn lực khác nhau. Hãng thông tấn Interfax Ukraine dẫn lời nhà sáng lập Pháp Ukraine David Arakhamia khẳng định ông Branson đã bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Trước đó, giới chức Ukraine xác nhận phần mũi và thân dự án 225 Priya, bao gồm cả buồng lái và các khoang nghỉ ngơi của phi hành đoàn, đã bị phá hủy. Cánh và một số động cơ của nó bị hư hại nghiêm trọng. Riêng phần cuối đuôi thủng vài lỗ do các mảnh đạn gây ra. Các quan chức Ukraine cũng đã tuyên bố sẽ hồi sinh chiếc máy bay độc nhất vô nhị bằng mọi cách. Họ đã tái tạo một phần thân máy bay ở một nhà máy bí mật. Có điều, để Priya tái xuất sẽ tiêu tốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ và Ukraine cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Truyền thông Ukraine cũng cho biết ông Branson đang quan tâm đến việc giúp xây dựng lại sân bay ở Hostomel, vốn thiệt hại nặng nề sau các trận giao tranh ác liệt trong xung đột với Nga.